Hello, xin chào cả nhà. Thì rất nhiều các anh có quan tâm và có hỏi em là cái con dâu xe Pro này sử dụng trên cái bản PUBG Mobile VR game thì nó hoạt động như nào các anh nhé. Thì ở trên bản quốc tế nó nhận được AI các thứ đứng ngồi nằm đàng hoàng, các anh có nhìn thấy đây. Ngồi này, đó, squat này là 10 này, đúng không? Nằm này là 7 này. Đó, đứng dậy này là 13 kìm tâm này, bật scope lên kìm tâm là 25 này, tắt scope là 13 này, các anh thấy chưa? Đổi súng nó tự nhận diện này, đó M4 này, AK này, các anh thấy chưa? Đó, đổi súng nó sẽ tự nhận diện nhé. Rất là ok luôn. Thì cái AI ở cái bản nào quốc tế thì cái bản này em đã mốt vào bản quốc tế rồi thì nó nhận diện rất là ok. Ví dụ em nhặt một khẩu súng khác này, đó, AUG này, từ ông nhặt súng cái nó sẽ tự động đổi cái phần kìm tâm nhé, nhặt cả con MG3 nhé. Thì nhiều anh em có hỏi về cái con MG3 này, M12K này cũng nhận được này, và cả MG3 này. Đấy, thì trên bản OS nó nhận được rất là ok này các anh nhé. Đó, ok, MG3 các anh thấy chưa? Đó, nhận được cả kìm tâm của MG3 nhé, rất là ok. Nói chung là trên bản quốc tế ấy, thì cái con này nó hoạt động AI với cả tất cả các thứ thì nó hoạt động ok con này. Chỉ có cái nhận diện scope với cả nhận diện phụ kiện thì là nó chưa có thôi. Còn tương lai thì nó có thì em sẽ update cho các anh nhé. Đó, còn đâu kìm tâm AI, nhận diện đứng ngồi nằm với cả nhận diện súng thì rất là ngon lành, ok ngon lành rồi đúng không? Rồi tiếp theo là ở trên cái bản VR game ấy, thì nó hoạt động như nào không? Ok, em sẽ mở cái con dâu CEO này. Đây, em sẽ mở cái bản VR game ấy, thì xem nó có những cái tính năng gì nha. Đây, em sẽ vào phòng tập em sẽ test cho các anh nhé. VR game thì em cũng đã mốt rồi nhưng mà hiện tại là trên cái bản VR game ấy thì nó không thể nào mà nhận diện được cái AI. Đấy, thì nguyên nhân của nó là nó không có quét cái màn hình ấy. Cái ứng dụng Dâu game đấy, Dâu game là của thằng ứng dụng của thằng Dâu Sale ấy, nó không có quét cái hình ảnh của cái game PUBG Mobile này, không có quét cái hình ảnh nên thành ra là nó không có nhận diện được AI. Đây, các anh có nhìn thấy đây, em ngồi này. Đó. Đấy chưa? Khi nó không 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 có quét được này thì nó chỉ cần nhận khoảng mấy giây thôi. Nó nhận khoảng mấy giây này thì nó sẽ tự bị mất luôn. Là nguyên nhân của nó là nó chỉ nhận được cái thao tác phím nhưng mà nó không có nhận được cái quét được cái hình ảnh nên thành ra là nó sẽ bị mất. Đấy. Để một thời gian ví dụ ấn cái này thì nó sẽ nhận luôn nhưng mà nó sẽ một thời gian nó không quét được cái hình ảnh này thì suy ra là nó sẽ không nhận được, nó sẽ tự tắt. Đó, các anh có nhìn thấy chưa? Đó, nguyên nhân chính của nó dẫn đến cái tình trạng mà không nhận được AI đó là cái ứng dụng Dâu game nó không quét được hình ảnh trên cái con này. Nó không kiểu biên dev, nó không làm để nó quét cái hình ảnh trên con này nên thành ra là em Hoàng không mốt được. Nếu mà nó quét được hình ảnh trên cái con game này thì em Hoàng mới mốt được nhé. Đó, còn hiện tại tạm thời là như thế, còn muốn mốt sâu hơn thì chắc chúng ta phải nghiên cứu về decode thì mới có thể mốt được cái này, nhưng mà nó rất là phức tạp luôn. Đó, các anh thấy chưa, không có nhận được nhé. Ở anh mở số cốp này, nhận một tí cái nó tự tắt luôn, cái này chưa. Đó, nhận một cái nó nhận, chỉ cần nhận đúng một tí thôi nó tự tắt này. Đó, ok chưa, tại vì nó không quét được hình ảnh nên thành ra nó sẽ tự tắt, nguyên nhân của nó là như thế. Đấy, còn VR game thì nếu mà chơi cơ bản ấy, không có kìm tâm AI thì vẫn hoạt động ok ngon này nhé, các anh nhìn thấy chưa. Đó, không có kìm tâm AI thì vẫn bắn nhảy như các thứ hoạt động ngon lành cành đào, không có bất cứ một cái chút gọi là vấn đề cả. Ở cái thời điểm hiện tại bây giờ ấy, thì con dâu sale này không có nhận diện AI, không có kìm tâm các thứ được chứ. Tất cả các thứ các anh phải làm bằng tay hết cho em nha. Còn đâu mọi thứ thao tác bàn phím và chuột thì nó hoạt động một cách ok ngon lành, không có một chút vấn đề nhà các anh nhé. Đó, các anh có thể thấy chưa, em chơi bay nhảy các thứ này rất là thoải mái luôn. Nhiều anh muốn kìm tâm auto tap ấy thì các anh có thể chuyển từ cái con chuột bình thường này sang những cái con chuột kìm tâm và auto tap nhá, như kiểu nhà G7V1, G7V2, G7V3 đó, có thể là G7V4 luôn cũng được nha. Đấy, thì anh nào mà muốn kìm tâm auto tap trên bản VR game ở cái thời điểm hiện tại bây giờ trên cái con dâu xe Pro ấy thì nên sử dụng những con chuột này nha. Đó, thì nó kìm tâm vẫn ok này, như các anh thấy này. Đó, em bán vẫn kìm tâm bình thường đúng không, tâm chất đứng này, rồi auto tap này. À, đây là auto tap này. Đó, ok chưa. Đó, các anh thấy chưa, đang auto tap rất bình thường đúng không, kìm tâm này, em đổ súng đây, ví dụ AK chẳng hạn này, màu đỏ này đúng không. Đó, thì chúng ta sẽ ấn nút này giống cái ngày xưa chúng ta sử dụng Hanzo D4 đấy, tại vì hiện tại bây giờ là nó sẽ không có AI trên cái con bản VR game, trên cái con dâu sale này thì nó không có nhận được AI, thì tương lai nó update ấy, thì các anh vẫn có thể sử dụng được con chuột này bắn bình thường nhé. Đấy, thì hiện tại bây giờ muốn kìm tâm AI thì dùng con chuột này nha, giống kiểu ngày xưa dùng Hanzo D4 hay là những cái phụ kiện khác ấy. Đó, nhưng mà nó sẽ không được tiện bằng khi chúng ta nhận diện AI đâu, mà chúng ta phải chấp nhận nhé ở cái thời điểm hiện tại bây giờ. Còn tương lai thì đợi bên dâu xe nó làm cho cái bản Trung Quốc nó hoạt động ok ngon này tốt đã, rồi bắt đầu nó mới cờ non ra cái bản quốc tế và bản VR game nhé. Rồi có gì anh em cùng đợi thêm nhé, có gì em Hoàng sẽ update và cập nhật cho tất cả anh ra nhé. Rồi cảm ơn tay nhé, xin chào anh, bye bye nhé. Các anh đặt trước cái con dâu xe bờ đồ này nên em sẽ để dưới phần mô tả nhé, và em test cái con này rồi 3 ngày test trực tiếp ở trên livestream nhé, chơi từ một cái nick never không luôn và đồng năm luôn nên một cái danh gọi là gần danh vàng rồi đúng không, danh vàng rồi thì phải đấy, thì nó vẫn hoàn toàn ok con này, không có một chút vấn đề gì và cũng không có khóa tài khoản nhé, và em vẫn đang tiếp tục test và cài danh cho đến cao cao để xem nó như nào nha. Còn hiện tại bây giờ thì là nó đang an toàn mọi người nhé. Rồi cảm ơn mọi người nha, xin chào mọi người, bye bye nhé.